cái bánh này thấy Tết rồi đấy. Đẹp quá. Trải nghiệm nó gói bánh này thế nào? Này là sản phẩm tuyệt quá phải không? Bài hùng quân hả? Đẹp á, này là đẹp lắm rồi đấy. Vuông bánh này là đẹp rồi đấy. Này đi mấy lớp là thấy cái bánh lớp mình là vuông đấy. Này hoài hoạt động trải nghiệm lớp mình 10 điểm hết rồi. Thầy Quang cho là 10 điểm hết. Cái nào của tổ mình lấy cái dây buộc cho nó chụp hình qua nhóm đi. Có gì luộc xong thì luộc xong chấm điểm. Đó là qua tổ kia thì sao? Mình phải một cái dây sao là đặc trưng của tổ mình. Đứa nào, tổ nào mà tặng thầy Quang 2 cái, thầy Thông 1 cái là tổ đó được 10 điểm. Tổ này gói bánh tét hả? Cái gì? Sản phẩm tổ này hả? Rau lá đâu hết rồi? Vậy là tô này là làm bánh tét hả? Cái đó là cả 6-7 lá rồi đó. Này, nhiều áo rồi. Này là chắc là lá nhiều hơn nhân rồi. Cái cuồng đây đâu rồi? Dây cho xin dây. Muốn cái tim. Nhặt đi ra. Tết hả? Tết luôn hả? Thầy nhìn thấy cái bánh tét của Nhớ. Thầy nhìn ngay được kìa. Đây là dạng dạng như bánh gai của người Bắc. Bánh gai tao biết rồi. Bánh gai đây thầy. Nó làm một châu chấu ấy mà. Châu chấu hả? Không đèn sao nữa không?
mình cảm thấy rất tự hào, mình để hai tay như này, không được vậy, nằm ngược lại rồi, đúng rồi, đúng rồi, chưa. Hai trẻ lại đây nói nè. Tờ này làm xong rồi hả? Dạ xong nãy giờ vô quá vô luôn. Thì ba cái rồi. Được là được bao nhiêu cái? 4 cái, 5 cái đi. Rồi mua sổ 2 cái thôi. Có giờ hết nếp nè, có thêm cái nữa. Cái bánh như là đến Tết rồi đấy. Thầy Cường biết gói không vậy? Cường biết gói không vậy? Gói phải dùng khuôn rồi. Làm cái hang cho chúa đẻ luôn hả? Này là sản phẩm của nó nào? Mẹ. Họ tên lớp? Dạ, Nguyễn Thị Ngọc Thơ lớp 13. 13. Đây là hoạt động trải nghiệm đúng không? Dạ. Con bé này hoạt động trải nghiệm đâu? Đây hả? Dạ, lớp 16 này. À, 6 không có làm này đúng không? Dạ. Rồi, ok, rất là đẹp đấy. Kiếm cái dàn bóng nháy này là đẹp luôn.